Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thủ đô ngày mới phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Mở đầu là những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua tại Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 19 tháng 5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với huyện Hoài Đức và tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Trả lời ý kiến của các cử tri trong buổi tiếp xúc, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là một trong những địa bàn chịu nhiều tác động nhất của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, thành phố chuyển sang giai đoạn mới, vừa phòng chống dịch bệnh vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội. Đối với mục tiêu phát triển lên quận của Hoài Đức, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, huyện Hoài Đức cần đặt mục tiêu tổng quát, phấn đấu để các chỉ tiêu phải đạt và vượt. Thành phố sẽ tính toán những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho huyện. Chủ trì buổi làm việc của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng Hà Nội có nhiều cơ hội đạt được thành công trên cả hai mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Quốc hội giao cho chính phủ. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thống nhất đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị tốt công tác xúc tiến đầu tư để thu hút nguồn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong những tháng tới. Báo cáo các đại biểu Quốc hội các vấn đề quan tâm của thành phố nhằm tận dụng trí tuệ, sự ủng hộ của ngành, giới đối với sự phát triển của Hà Nội nhằm mục tiêu Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội. Cũng trong tuần qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm 2015-2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã biểu dương và tặng cờ thi đua cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và 31 tổ chức cơ sở đảng, tặng bằng khen cho 7 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, 16 tổ chức cơ sở đảng, 90 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 130 đảng viên. Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã biểu dương 90 cán bộ công nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu nhất năm 2019. Đây là các cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, là đảng viên tiêu biểu và là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn, công nhân đã và đang nỗ lực phấn đấu, đồng thời là những nhân tố mới có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác công đoàn chuyên môn, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, từng bước góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chiều 18 tháng 5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thân, cán bộ lão thành cách mạng. Trân trọng gắn huy hiệu Đảng và tặng hòa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thân, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định việc trao tặng huy hiệu Đảng là thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Thân vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Vương Đình Huệ mong đồng chí Nguyễn Văn Thân tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Năm cơ chế chính sách liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 đã được 100% số đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp không thường kỳ của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tán thành thông qua. Theo tính toán của các sở chuyên ngành, tổng kinh phí để thực hiện 5 chế độ chi đặc thù của thành phố dự kiến khoảng 406 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp thành phố là 351 tỷ đồng và ngân sách các quận là 55 tỷ đồng. Các cơ chế chính sách được thông qua bao gồm quy định chính sách hỗ trợ trả kết quả cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 ứng phó với dịch bệnh COVID-19, quy định cơ chế đặc thù về nguồn kinh phí thực hiện dạy học trên truyền hình, quy định nội dung và mức chi trả đặc thù trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, quy định nội dung và mức hỗ trợ tiền thuê nhà đối với sinh viên, công nhân các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân, hỗ trợ gia đình thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và quy định cơ chế đặc thù hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên bị suy giảm nguồn thu, không bảo đảm tự chủ chi thường xuyên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. We'll be right back.
Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, 64 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội 1956-2020, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương 90 đảng viên trẻ và 11 gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu là những thanh niên ưu tú có những thành tích, chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong học tập và trong công tác đoàn, có hành động nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, được các cấp chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi. Đây là những đảng viên trẻ công an thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, nền nông nghiệp Hà Nội đã có những bước chuyển mình tích cực. Sản xuất nông nghiệp không chỉ đem lại hiệu quả mà còn được ứng dụng công nghệ sinh học mạnh mẽ. Thành phố đã chú trọng thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư khóa 9 về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp chăn nuôi là nội dung chính của phóng sự ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một trong những dư địa lớn nhất của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng hiện nay là phát triển nông nghiệp. Trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi đang chiếm tỷ trọng cao. Tại Hà Nội, tỷ trọng chăn nuôi chiếm 46% trong phát triển nông nghiệp toàn thành phố. Tính đến cuối năm 2019, Hà Nội phát triển được 76 xã chăn nuôi sản phẩm chủ lực, gồm 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn, 29 xã chăn nuôi gia cầm với hơn 3.800 trại, trang trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Trong đó, 81 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, đã hình thành 75 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với hơn 5.397 hectare tập trung. Để phát triển ngành chăn nuôi hiệu quả, Hà Nội đang từng bước thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi. Lĩnh vực nông nghiệp thì cái vai trò của công sinh học là rất lớn. Đối với Hà Nội thì cái lĩnh vực này cũng đã áp dụng trong tất cả lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Và nhất là chúng ta thấy là những năm gần đây thì cái lĩnh vực này nó góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy cái phát triển nông nghiệp, tạo ra cái giá trị sản phẩm có hiệu quả cao hơn và chất lượng tốt hơn. Riêng lĩnh vực chăn nuôi thủy sản thì cũng nhiều năm nay rồi, thì Hà Nội cũng đã đưa các cái công nghệ sinh học để đưa vào trong vấn đề thực tiễn sản xuất. Ví dụ chăn nuôi thì chính là cái việc mà ứng dụng trong cái công tác lai tạo sản xuất giống. Đấy, vấn đề thứ hai là trong vấn đề là cái xử lý môi trường trong chăn nuôi. Vấn đề thứ ba nữa là đưa vào cái thức ăn để mà tạo ra sản phẩm mà có chất lượng an toàn. Thế và qua đó cũng góp phần là cái giải quyết cái môi trường từ tận gốc rễ vấn đề. Lĩnh vực thủy sản thì chúng ta cũng thấy được là cái xử lý cái môi trường nước là rất quan trọng. Thế và hiện nay Hà Nội cũng đã áp dụng cho cái việc xử lý này, cho nên là đã góp cho phần cái phát triển vừa chăn nuôi thủy sản bền vững. Thực hiện chủ trương của thành phố, Trung tâm Phát triển Nông nghiệp đã triển khai ứng dụng công nghệ sinh học vào chăn nuôi. Hiện việc sử dụng các chế phẩm vi sinh và vi sinh vật trong chế biến thức ăn chăn nuôi đã tạo hiệu quả rất lớn. Cùng đó là xử lý môi trường trong chăn nuôi đã chuyển biến rất rõ nét, làm giảm đáng kể mùi hôi trong chăn nuôi, đóng góp cho việc kiểm soát an toàn dịch bệnh. Trong lĩnh vực thủy sản, việc xử lý môi trường nước và môi trường đáy ao đã hạn chế tối đa dịch bệnh, tạo ra môi trường tốt để vật nuôi thủy sản phát triển có hiệu quả. Từ cái hiệu quả thực tiễn như vậy cho nên đã thu hút các cái doanh nghiệp để mà đầu tư vào cái lĩnh vực này. Ví dụ như là đối với Hà Nội thì cũng đã ứng dụng công nghệ sinh học trong vấn đề mà cái sản xuất cái tinh bò. Đấy, cái thứ hai nữa là cũng có cái doanh nghiệp mà đã đầu tư cái công nghệ để mà sản xuất ra các cái chế phẩm vi sinh để phục vụ cho vấn đề là xử lý môi trường, phục vụ cho vấn đề mà bổ sung vào thức ăn chăn nuôi. Thế và đây cũng là một cái hướng mà tất yếu. Chúng ta đều biết là riêng chăn nuôi thì chủ trương của Trung ương thì cái việc mà hạn chế và tới đây là cấm sử dụng kháng sinh, thì đây là sử dụng cái công nghệ này thì cũng góp phần cho cái việc mà để khắc phục những cái trong cái chăn nuôi. Trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Lâm hiện tại có 45.000 con gà đẻ thương phẩm và lợn nái, lợn thịt đã ứng dụng triệt để công nghệ sinh học vào chăn nuôi. Hai hình thức đang được ông áp dụng là xử lý men vi sinh trên đệm lót, xử lý phân trong chuồng gà và đưa men vi sinh vào cám để xử lý mùi hôi chất hữu cơ trong phân lợn. Men vi sinh này còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng vi sinh vật tốt trong ruột lợn. Bây giờ như bọn tôi mà chăn với một quy mô như thế này, ví dụ như là 4,5 vạn gà này, nhưng mà mình không ứng dụng cái công nghệ sinh học thì thực sự không làm được. Bởi vì là cái phân bây giờ cái phân con gà nó thải ra mà mình không xử lý được bằng vi sinh ấy, thực ra nói là chăn gà không hiệu quả. Khi mình mà xử lý tốt cái phân ấy,
thì con gà nó sẽ cứ sức khỏe con gà hoặc là tất cả cái chất lượng về quả trứng rồi tân này khác các thứ là nó sẽ tốt hơn so với bình thường. Thực sự mà nói là gia đình tôi cũng có thời gian đầu chăn gà cách đây khoảng 10 năm. Cái lúc đấy là cái phân ít người chăn mà mình chăn quy mô nhỏ. Thì cái phân tươi thì một số cái đơn vị họ chăn cá họ sẽ thu mua về thì mình còn xử lý được. Chứ bây giờ mình toàn bà con rồi toàn xã hội chăn rất nhiều, chăn một quy mô lớn này mà không có cái vi sinh để xử lý cái phân thì thực sự nói là chăn nuôi gà công nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Long, thôn Chi Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội cũng cho biết, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi của Hợp tác xã đã đem lại những hiệu quả tích cực. Trong cái sử dụng thức ăn chăn nuôi, chúng tôi là hoàn toàn là sử dụng một thức ăn vi sinh. Trong đó thì chúng tôi dùng chủ yếu là ngô, khô đậu, cám mì, cám gạo. Và ở đây trong cái sản phẩm của chúng tôi là dùng bằng men vi sinh là quả Pháp hoặc của Úc cộng với thảo dược của quê hương Việt Nam chúng ta. Đấy, chúng tôi trộn vào. Khi mà lợn mà con theo mẹ đã tách ra cho đến lúc mà để giết mổ là hoàn toàn chúng tôi dùng bằng vaccine và dùng bằng thảo dược. Nếu như bị bệnh thì chúng tôi không hoàn toàn ở đây không sử dụng kháng sinh. Trong cái chăn nuôi mà để đảm bảo an toàn sinh học ấy, thì trong cái trại thì trước hết là chúng ta phải cần có một cái cơ sở nó đảm bảo an toàn sinh học. Đó là tất cả các cái bề mặt nó đều phải nhẵn nhụi. Ngoài cái chúng ta sử dụng cái thức ăn vi sinh ra thì khi chúng ta sát trùng thì tất cả mọi cái bề mặt nó nhẵn nhụi mà để đảm bảo cái vệ sinh nó sạch ấy, thì như vậy thì là chúng ta sẽ tiêu diệt được các cái loại virus cũng như là các loại vi khuẩn mà nó có hại đối với con vật nuôi. Đối với mô hình nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi trồng thủy sản tại Hà Nội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học thì sẽ cải tạo nguồn đáy, tránh hấp thu khí độc, cải thiện nguồn bã hữu cơ. Từ đó môi trường nước ổn định, con cá sẽ phát triển mạnh hơn. So với một mô hình sử dụng chế phẩm sinh học và một mô hình không sử dụng chế phẩm sinh học thì nếu mà mình mà sử dụng chế phẩm sinh học thường xuyên với các dạng EIM gốc ấy, thì cái chi phí giá thành nó sẽ rất giảm hơn rất nhiều so với là mình không sử dụng chế phẩm sinh học. Công nghệ sinh học đã và đang được phát triển và ứng dụng ngày càng nhiều trên thế giới. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chăn nuôi nhằm cải thiện nhanh khả năng sản xuất, sinh sản của gia súc, từ đó góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi, hạ giá thành sản xuất, tạo điều kiện cho sản phẩm chăn nuôi trong nước đứng vững trong giai đoạn hội nhập và giúp ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. Ý thức được tầm quan trọng của chăn nuôi sinh học nên đã và đang tăng cường các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vào chăn nuôi. Ý thức được tầm quan trọng của chăn nuôi sinh học nên Hà Nội đã và đang tăng cường các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vào chăn nuôi. Hà Nội đưa lĩnh vực này đi vào các cơ sở sản xuất. Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đã thông qua các lớp tập huấn để giới thiệu với người chăn nuôi, các hộ nuôi trồng thủy sản, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các mô hình sử dụng công nghệ này trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chú trọng kết nối các doanh nghiệp để họ tổ chức các hội nghị hội thảo, thông qua đó giới thiệu rộng rãi đến người dân. Những giải pháp này sẽ góp phần hiệu quả đưa chăn nuôi sinh học vào sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới, giảm sức người, tăng năng suất và bảo vệ môi trường sống tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2020 với chủ đề Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các chương trình trao tặng, hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa hướng về cộng đồng, hướng về những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Với phương châm, dù bạn là ai, khi bạn cần, chúng tôi có mặt. Các hoạt động như thế này đã khơi dậy lòng nhân ái, tính hướng thiện trong mỗi con người, góp phần xây dựng lối sống tích cực và thúc đẩy phong trào thi đua, làm việc thiện, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Ngay từ sáng sớm, bà Trần Thị Bích cùng nhiều gia đình đã có mặt tại trường Trung học cơ sở Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, một trong những điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chạy thận đã 4 năm nay, bao tiền của tích cóp được trước kia đều phải đổ vào chữa bệnh, nên với bà Bích và gia đình, để duy trì cuộc sống thường ngày là điều rất khó khăn. Cũng như bà Bích, nhiều người dân có mặt tại đây hôm nay là những người có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập. Và với họ, việc có được điểm cấp phát như thế này không chỉ là niềm vui mà còn là động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Tôi rất là phấn khởi. Tôi cũng rất là muốn làm có nhiều chương trình như này thì giúp cho những người nghèo. Không có thu nhập gì. Nên là một cháu thì bị tự kỷ nên là cuộc sống rất là nhiều khó khăn. Và hôm nay được nhận quà lần hai của chú Thập Đỏ thì tôi thấy rất là vui. Với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau trong bối cảnh dịch bệnh, các điểm cấp phát lương thực, thực phẩm miễn phí dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt tại 8 quận, huyện với tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. Cùng với mô hình này, tại thành phố Hà Nội, nhiều hoạt động, chương trình thiết thực và ý nghĩa cũng đã được tổ chức, mô hình chợ nhân đạo là một ví dụ. Đến phiên chợ đặc biệt này, người mua và người bán sẽ giao dịch với nhau bằng những nụ cười ấm tình người, những đồng cảm, sự sẻ chia trong dịch bệnh. Tại phiên chợ, các gian hàng là những mặt hàng khác nhau như gạo, mì tôm, dầu ăn, rau sạch được bố trí đầy đủ. Người đến tham dự sẽ được phát phiếu để đổi nhận hàng tại mỗi gian hàng. Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường hoạt động các cấp hội trong hoàn cảnh mới, thể hiện vai trò của Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác cứu trợ nhân đạo tới các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tháng nhân đạo năm 2020 có những cái điểm mới và khác biệt so với 2 năm trước. Đó là chúng tôi tập trung cho cái công tác là hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trung ương hội đã phát động toàn hệ thống trung ương hội vận động nguồn lực và tổ chức đồng loạt các chợ nhân đạo trong toàn quốc, và với cái chỉ tiêu đặt ra là hỗ trợ cho 100.000 những người khó khăn, đặc biệt là những người mất thu nhập do dịch bệnh và những người lang thang cơ nhỡ, những cái phiếu đổi hàng với cái giá trị là 100.000 đồng. Tổng cái nguồn lực vận động đó thì Trung ương hội hỗ trợ cho 63 tỉnh thành với số tiền khoảng 2 tỷ tư. Trong tháng nhân đạo năm 2020 này, thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động đặc biệt là chăm sóc cho người dân trong đại dịch Covid này, nhằm chăm sóc ổn định cuộc sống, an sinh xã hội, cũng là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Ngoài ra thì trong tháng nhân đạo 2020 thì chúng tôi tổ chức phát động hiến máu tình nguyện. Đấy là một cái hoạt động chúng tôi thấy rằng là phù hợp với chủ đề năm 2020 tháng nhân đạo của Trung ương đề ra, đó là đảm bảo sức khỏe cho người dân. Tích cực hưởng ứng tháng nhân đạo 2020, mới đây nhất, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức chương trình khai mạc chợ nhân đạo và ngày hội hiến máu tình nguyện trao đi yêu thương năm 2020. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã tới tham dự chương trình. Tại buổi lễ, đánh giá về các hoạt động công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh: Thành phố luôn coi trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, người dễ bị tổn thương, người chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh trên địa bàn. Với tinh thần tương thân tương ái, Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, thủ đô Hà Nội luôn giữ mối quan hệ gắn bó tốt đẹp với các địa phương, thường xuyên chia sẻ, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách ở các tỉnh, thành bạn trong cả nước. Đặc biệt là khi có thiên tai, bão lụt, dịch bệnh hay những dịp Tết đến xuân về, Hà Nội đã hợp tác phát triển, hỗ trợ quỹ an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo với 42 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số hàng trăm tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng nhiều công trình văn hóa, nhà tình nghĩa có ý nghĩa. Tháng nhân đạo 2020 diễn ra đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và làm chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, là thời điểm cả nước đang ra sức thi đua chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Với quyết tâm cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần tương ái, lá lành đùm lá rách, các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong giai đoạn hiện nay đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô trong việc ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.